Khị nay mai đi đái xe nha. Để ngày mai ngày mốt về anh đi đăng ký học bằng lái trước à. Chứ nay mai lỡ đi thi được xe ô tô rồi cái không có bằng lái không không có ai chạy xe về nữa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Sáng ngày hôm nay là ngày 23 mọi người. Ngày mai nay chắc là mình sẽ cho cái con chim cà tưng của mình đi đi dợt cái giải tuần mọi người. Còn cái con đang ở trong vòng lực là con cà khịa. Với lại cái xóm của mình nè, cứ mỗi lần mà mình quay video là những nhà hàng xóm hay mở nhạc á, cho nên là không biết có dính miếng nhạc nào hay không. Chắc đi ra ngồi sau nhà nói chuyện đi chứ. Nói chuyện với anh em mọi người ngồi trước nhà, đứng trước nhà, nhạc mà nó chỉ cần dính một tí xíu thôi là nó kênh mình dễ ăn gậy bản quyền lắm mọi người. Ê cha, ngồi đây đi. Mấy con chim lại đây ăn nè. Ở đây. Mình phải cho tụi nó ăn no, tụi nó khỏi quấy rối mình mới quay video được mọi người. Chứ không cho tụi nó ăn no là tụi nó quấy rối, nó cứ nó đảo 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 đây là khó quay video lắm. Đó. Rồi, ok. Hiện tại thì mình đã cho chim nó ăn no hết rồi, nó mới cho mình quay video mọi người. Chứ nếu mà mình không cho nó ăn, nó quấy rối là không cách nào quay được luôn á. Thì tại vì ở trước nhà mình á là nhà hàng xóm người ta mở nhạc. Nó hơi văng vẳng tiếng nhạc á, nó hơi nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình sợ nó dính nhạc á. Một cái kênh YouTube á chỉ cần mà 3 video dính bị khiếu nại bản quyền về âm nhạc thì kênh YouTube nó sẽ tự động biến mất luôn mọi người. Thành thử ra mình rất là sợ luôn, cho nên là chuyển vị trí ra Vi ngồi. Ngày hôm nay thì mình trả lời vài câu hỏi của vài bạn nha. Ngày hôm qua có hai bạn, mình nhớ là có hai bạn, ba bạn hỏi mình là anh ơi, cái con chim cà chớn đâu mất tiêu rồi. Đó, con chim cà chớn đâu mất tiêu rồi thì thật chắc ra nó mất cũng khoảng 10 ngày rồi mọi người, nhưng mà mình chưa có tâm sự với anh em mọi người thôi. Nhưng mà đầu đuôi nó mất như thế nào thì mình kể nó hơi hơi cố gắng nó hơi ngắn ngắn một xíu nha. Thì cách đây khoảng hơn 1 tháng trước á, trong cái lúc mình quay video á thì cái điện thoại mình nó ngã, nó bể màn hình. Thì có một bạn ở Sài Gòn á biết được cái chuyện này và gửi cho mình mượn một số tiền, cho mình mượn một số tiền để mà không thời hạn, cho mượn không thời hạn để mà mình có tiền mình mua cái điện thoại để mà quay video, cái điện thoại hiện tại đang quay với mọi người. Xong rồi gửi cho mình mượn tiền xong mua ủng hộ mình 2 con chà mào bổi, nhưng mà trong khi nhà bạn đó đã có 6 con chim bổi rồi, mua mình 2 con nữa là 8 con bổi, thì thành ra là nhà bạn đó là không có con chim nào chơi. Nhưng mà bạn đó thì công việc khá là bận rộn, bạn đó nói chung là một tuần lỡ dư rảnh thì một bữa có thể là nuôi chim bổi lên cái mục đích là để đi chơi vàng, đi chơi cà phê cho nó vui thôi, còn cái chuyện thi thố thì bạn nó chưa có nghĩ tới. Thì bạn đó chi mình 2 con chim bổi. Xong cái thời điểm đó mình suy nghĩ, mình hỏi bạn đó thì bạn nó kêu nhà có 6 con bổi rồi. Mình nghĩ ủa vậy là mua 2 con bổi của mình, mua ủng hộ mình 2 con nữa là coi như 8 con bổi, mà nhà mà 8 con bổi thì chơi rất là chán. Cho nên là mình mới nói với bạn đó là thôi để mình gửi cái con cà chớn với lại một con bổi ngũ đỏn xuống cho bạn đó. Tại vì cái con cà chớn nó thi thố thì mình không nói tới nha, nhưng mà riêng mà nói về cà phê thì nó đánh rất là đẹp, mà cái bóng bộ nó cũng khá là đẹp đó. Cho nên là mình gửi con cà chớn xuống cho cái bạn mà đã hỗ trợ cho mình mượn tiền mua điện thoại đó. Nó là vậy, mình cố gắng nói gọn hết sức rồi đó. Nói chung hôm bữa giờ mình chia chim cho anh em mọi người cũng tầm 20 con chim có hơn rồi, 20 con có hơn. Thật chắc ra chi mỗi con chim nó dư ra cái tiền lời thì 20 con chim thì nó cũng đủ cái tiền để mà gửi lại cái tiền mà bạn đó cho mình mượn mua điện thoại á. Đúng ra là đủ á, nhưng mà do mình về quê ăn đám cưới một chuyến á, thành ra cái số tiền đó bán chim 20 con chim là cái tiền lời của 20 con chim á
là mình về quê ăn đám cưới một cái xong là hết sạch luôn mọi người. Cho nên bây giờ phải tranh thủ nay mai kiếm chim về chia cho anh em mọi người để mà có tiền gửi cho cái bạn đó, cái tiền mà cho mình mượn mua điện thoại 5 triệu. 5 triệu bán không phải 20 con á, 20 con mới được 5 triệu mọi người. Cứ tính sơ sơ thôi. Một con 300 ngàn, trừ hết chi phí, một con 300 ngàn thì 10 con 3 triệu, 20 con được 6 triệu. Rồi trong cái thời gian đó thì cám lớ đồ này kia khác nọ nữa, cho nên là bán 20 con chim thì mình nghĩ nó dư độ khoảng 5 triệu. Bây giờ phải cố gắng bán 20 con chim nữa để có tiền gửi cho cái bạn mà đã hỗ trợ mình mua điện thoại á mọi người. Thiếu nợ lâu nó cũng kỳ lắm mọi người. À, với lại là mình trả lời thêm một cái câu hỏi nữa nha. À, một cái câu hỏi của một bạn hỏi là anh ơi, có cái cách nào mà, có cái cám nào mà nuôi con chim chà màu nó vừa thay lông mà nó vừa không tụt lửa không? Đó, cái câu hỏi ngày hôm qua mình đọc xong mình cũng mắc cười. Nói chung là tại vì những cái bạn mà hỏi mình cái câu hỏi đó là chắc là cũng mới tập chơi chim. Tại vì khi cái con chim chà màu nó tuột lửa thì nó mới thay lông, chứ nó có lửa thì nó khó thay lắm. Chim nó đang thay lông mà nó giữ lửa. Chim thay lông là người ta tìm mọi cách để hạ lửa xuống để nó thay lông được nhanh. Để nó thay lông được nhanh. Chứ còn mà giữ lửa thì làm sao thay lông được. Đó, chim thay lông là mình người ta cho ăn cà chua, đu đủ, thanh long nè, để nó hạ lửa thay lông. Còn mà bạn muốn thay lông mà giữ lửa thì cái điều này nó không nên. Nó không nên. Đó, nó là vậy đó mọi người. Đang nói chuyện với lại anh em mọi người thì shipper người ta gọi ra lấy ấu trùng sâu canxi mọi người. Cái này mình mua ở trên Lazada, trên Shopee á. Lazada mình mua là 7 một lạng rưỡi hay sao á, hay là nhiêu ta. Nói chung là mua 70 ngàn, ship về tới nhà là 90 ngàn mọi người. 90 ngàn, tại vì nuôi chim trong AV á, phải cho nó ăn cái này bớt, chứ còn mua sâu thì chịu không nổi tiền mọi người, nó ăn ghê lắm. Chim thấy vậy cho nó ăn tốn kém ghê lắm mọi người. Đây. À, đây đây, hình như đây. 15 gram. 15 gram tặng 5 gram. Ồ, vậy là 20 gram luôn mọi người. 20 gram. Đây nè. Mua trên Lazada. Shop này bán shop này bán có đợi hướng dẫn đồ ghê quá ta. Hướng dẫn nuôi ấu trùng ruồi lính đen. Trời ơi, shop này bán hả, hướng dẫn nó bài bản ghê mọi người. Đó, mọi người mà muốn mua ấu trùng ruồi lính đen á, là mình là giống vậy nè, gọi là ấu trùng ruồi lính đen. Mình nuôi nó sẽ ra thành sâu canxi và cho chim trong AV ăn rất là tốt. Chim gần như chim AV con nào nó không ăn hết mọi người. Đang quay video thì shipper người ta lại, thế là phải chuyển cảnh tiếp đó mọi người. Ở nhà hết cám rồi chứ tí nữa phải chạy đi mua ít cám. Mình chuẩn bị một cái thau mọi người. Cái thau hiện tại trong thau thì không có cái gì, không biết là bỏ cám chim vô có được không. Cách tốt nhất là mình bỏ nó ra xong rồi mình chạy đi mua một ít cám gà. Cám gà con đó mọi người. Nói chung mình ở nhà hả, chỉ có việc quay video rồi chơi chim cò không, nhưng mà nó vậy thôi chứ cũng khá là bận rộn đó mọi người. Cho nên có nhiều bạn nhắn tin mình xong rồi mình không trả lời được, kêu sao anh khinh ngừ vậy, anh khinh ngừ vậy. Trời, mình cũng cảm thấy hơi khó chịu, hơn gọi là hơi khó chịu một tí xíu. Nhưng mà nhiều khi nhiều bạn nó không có hiểu. Nó vậy thôi với một ngày mình ở nhà, sáng ra là mình đi dệt chim khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. Rồi mình về nhà mình lên ý tưởng, mình quay video, edit video xong phải khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Như vậy là hết một buổi sáng. Hết buổi sáng xong rồi ăn cơm xong up video. Up video xong rồi tắm chim rồi
tắm kim xong á thì tầm khoảng 3 giờ 3 giờ rưỡi á, xong là mình đi chợ rồi đi đón con xong rồi nấu cơm, tại vì vợ mình đi làm còn mình ở nhà, cho nên là ở nhà thì mình cũng cố gắng sắp xếp làm những công việc đó mọi người. Thành ra có nhiều bạn tưởng nó là mình rảnh, nhắn tin không trả lời, nói là trời anh khinh người quá vậy. Cũng khổ lắm mọi người, làm YouTube ngó vậy thôi chứ nó không có sướng như mọi người tưởng đâu. Bây giờ thôi chắc mình xin tạm dừng video tại đây đi. Bây giờ mình đi mua một ít cám gà về để mà ấp cái ấu trùng ruồi lấn đen. Thôi ngày hôm nay làm video ngắn gọn thôi. Ngày mai mình đi mang con chim, chắc là mang con chim không tên với lại chưa có tên. Hôm qua có nhiều bạn đóng góp ý kiến nhiều tên lắm, nhưng mà từ từ để nó lấy đi giải xong rồi mình đặt tên cho nó oi. Đó, cái con chim chưa có tên với con cà tưng. Thì cái con chưa có tên có vẻ nó yếu yếu, nó muốn bệnh yếu yếu. Cho nên chắc ngày mai mình sẽ cho đóng học phí cho con cà tưng nó đi một lần nữa. Hôm bữa trước nó làm mình mất 300 ngàn rồi đó mọi người. Ngày mai này mình đóng học phí cho nó 200 ngàn nữa. Đó. Thôi, bây giờ chắc mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn anh em mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh em mọi người đã luôn quan tâm, yêu mến mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người. Ngày mai đi thi chim mà mình sắp xếp được, mình quay thi chim cho anh em mọi người xem nha. Rồi, bye bye mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người.